anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác một em họa mi tam hoàng có một chấm mờ ở cổ anh em nhá. Đấy, em này thì chim thuần khoảng 80% rồi. Bóng bộ đầu mặt rất là đẹp anh em nhá. Anh em về anh em chăm thêm để cho nó thuần coi nhá. Em này thì nói chung là anh em xách lồng nhẹ là vẫn ok. Còn anh em nào mới chơi hay nóng tính thì có thể bỏ qua các bác nhá. Em nói trước vậy để tránh tình trạng là anh em mua về nhiều khi anh em không chơi được như nào đó lại rất là mang tiếng anh em ạ. Đấy thì chú chim này thì ở nhà em nuôi hót rất là ok to nhá. Hiện tại em đang đứng cách chim của tầm 2 mét thì chú chim nó vẫn thể hiện tốt và hót rất là hay, giọng ok anh em nhá. Em sẽ zoom anh em xem cái đầu mặt của nó này các bác này. Đấy, đầu mặt con chim này rất là đẹp đúng không các bác? Nó có một chấm mờ cổ này coi này. Anh em nhìn cái mắt nó rất là đẹp coi nhá. Anh em nhìn cái mắt nó rất là ok coi nhá. Họa nét căng anh em nhá. Đây. Chân đây anh em ơi. Chân rất là ok coi nhá. Anh em nhìn cái chân thôi. Móng mèo nha, rất là đẹp coi nhá. Đấy. Chân vàng nha, lông cũng vàng nha coi nhá. Đầu mặt con này thì đẹp chấm hết rồi anh em ạ. Chim già rừng anh em nhá, rất dễ chơi luôn. Cực kỳ là dễ chơi anh em họa mi này. Anh em có thể nhìn thấy nó này. Bóng bộ đầu mặt cực kỳ là đẹp, tuyệt đẹp luôn anh em nhá. Đấy, xin mời anh em mang ngắm mà tổng thể em nó này coi này. Chim người siêu dài đẹp anh em nhá. Tam hoàng. Chim quá đẹp luôn anh em ạ. Em zoom anh em xem đầu mặt của nó nhé coi nhé. Dáng đứng con này quá đẹp luôn. Các bạn nhìn đầu mặt nó đẹp chưa? Giọng hay nhé anh em nhé. À, đây một con chim già rừng nó vẫn còn nhảy nha anh em nhá. Anh em cứ về anh em nuôi nhẹ nhàng thì rất là ok luôn các bạn. Không có phải suy nghĩ cái gì cả, nó thật sự anh em luôn. Thank you.
Xin phép vào lên anh em một em họa mi tam hoàng cực kỳ là đẹp các nhá. Anh em nào bổ kết thì alo cho em nhé, số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin phép vào hình video đây, xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhá. Bye bye tất cả mọi người.